Chào mừng các em, rất vui được gặp lại các em qua bài học môn tiếng Việt ngày hôm nay. Bài hôm nay chúng ta học là bài từ ngữ về cây cối, đặt và trả lời câu hỏi để làm gì, dấu chấm, dấu phẩy. Với chủ đề cây cối, trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay sẽ giúp các em được biết thêm về nhiều loại cây, biết dùng cụm từ để làm gì và làm bài tập luyện tập về dùng dấu chấm, dấu phẩy. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bài tập 1, kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm. Ở bài tập này có 5 nhóm cây: nhóm cây lương thực, thực phẩm, nhóm cây ăn quả, nhóm cây lấy gỗ, nhóm cây bóng mát, nhóm cây hoa. Các em hiểu thế nào về các nhóm cây này? Đối với nhóm cây lương thực, thực phẩm là cây lấy hạt, củ, thân, lá hoặc hoa để làm thức ăn hàng ngày của con người. Cây ăn quả thì sao? Cây ăn quả còn được gọi là cây ăn trái, là các loại cây trồng cho quả nhiều, được dùng để ăn. Cây lấy gỗ là loại cây mà người ta thường lấy thân nó làm vật dụng như bàn, ghế, tủ, giường. Cây bóng mát là loại cây có tán xòe rộng, to, được trồng để che bóng mát. Cây hoa là những loài hoa được trồng để nhìn ngắm, để tận hưởng mùi hương, màu sắc để trang trí nhà cửa, khu vườn. Và đây là hình ảnh cây lúa trong nhóm cây lương thực, thực phẩm. Đây là hình ảnh cây cam trong nhóm cây ăn quả. Cây xoan trong nhóm cây lấy gỗ. Cây bàng trong nhóm cây bóng mát. Và hoa cúc trong nhóm cây hoa. Bây giờ các em hãy vận dụng sự hiểu biết của mình để thực hiện bài tập 1 này nhé. Và sau đây là những gợi ý của cô. Đối với nhóm cây lương thực, thực phẩm, cô có lúa, ngô, sắn, khoai, đậu, lạc, vân, cà rốt, rau, rau cải, su hào, cải bắp, rau muống, bí đao, bí đỏ, dưa chuột, dưa gang, su su, bầu, bí. Đối với nhóm cây ăn quả, cô có cam, quýt, xoài, dâu, táo, dưa hấu, đào, ổi, mận, na, mơ, sầu riêng, thanh long, đu đủ, chuối, vải, nhãn, măng cụt, dừa. Đối với nhóm cây lấy gỗ, cô có xoan, thông, tràm, bạch đàn, liêm, gõ, gụ, sến, tấu, mít, trắc, hương. Đối với nhóm cây bóng mát, bàng, phượng, phượng vĩ, đa, si, bằng lăng, xà cừ, lạp vân, hoa sữa, ngô đồng, mít. Đối với nhóm cây hoa, cô có cúc, đào, mai, hồng, lan, huệ, sen, súng, thực dược, đồng tiền, hướng dương, màu gà. Sau đây, cô mời các em xem một số hình ảnh về nhóm cây lương thực, thực phẩm. Cây dưa leo, cây bắp, cây khoai lang, cây bí đao, cây cà rốt, cây rau cải. Cây ăn quả, cô có cây dừa, cây mít, cây đu đủ, cây cam, cây xoài, cây chuối. Đây là hình ảnh của nhóm cây lấy gỗ: cây xoan, cây bạch đàn, cây thông, cây liêm, cây trắc. Hình ảnh của nhóm cây bóng mát: cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa, cây bằng lăng, cây xà cừ, cây đa. Hình ảnh của nhóm cây hoa: hoa hồng, hoa đồng tiền,
hoa lan, hoa sen, hoa mầm gà, hoa hướng dương. Vừa rồi các em đã kể được tên của các nhóm cây. Bây giờ chúng ta hãy dựa vào kết quả của bài tập 1. Chúng ta sẽ thực hiện hỏi đáp ở bài tập 2 nhé. Các em hãy quan sát bài mẫu. Hỏi: người ta trồng cây cam để làm gì? Cụm từ để làm gì để dùng muốn với mục đích muốn hỏi công dụng và ích lợi của cây. Vậy với câu người ta trồng cây cam để làm gì, để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ bỏ cụm từ để làm gì và thay bằng cụm từ để ăn quả. Chúng ta có câu trả lời hoàn chỉnh là: người ta trồng cây cam để ăn quả. Bây giờ các em hãy tự suy nghĩ và dựa vào kết quả bài tập 1 để hoàn thành bài tập này nhé. Và sau đây cô có những gợi ý sau. Người ta trồng cây bàng để làm gì? Đáp: người ta trồng cây bàng để sân trường có bóng mát, che cho học sinh vui chơi. Người ta trồng cây lim để làm gì? Đáp: người ta trồng cây lim để lấy gỗ. Người ta trồng cây táo để làm gì? Đáp: người ta trồng cây táo để ăn quả. Người ta trồng hoa hồng để làm gì? Đáp: người ta trồng hoa hồng để lấy hoa và làm cảnh. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập số 3, điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Chiều qua ô trống, Lan nhận được thư bố ô trống. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất là lời bố dặn riêng em ở cuối thư. Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về ô trống, bố con mình có cam ngọt ăn nhé. Các em đã được học về cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy rồi. Bây giờ các em hãy vận dụng và tự suy nghĩ để thực hiện bài tập này vào vở nhé. Và sau đây là đáp án của cô. Chiều qua phẩy, Lan nhận được thư bố. Chấm: trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất là lời bố dặn riêng em ở cuối thư. Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về phải bố con mình có cam ngọt để ăn nhé. Các em hãy cùng cô đọc thầm lại một lần nữa. Chiều qua phải, Lan nhận được thư bố. Chấm: trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất là lời bố dặn riêng em ở cuối thư. Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về phải bố con mình có cam ngọt ăn nhé. Tiết luyện từ hôm nay đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo nhé.